có nhà, có cửa, tổng diện tích 1 hectare. Hiện tại cây trái và cà phê sen, mặt tiền đường bê tông. Tổng diện tích trong sổ là 1 hectare luôn anh chị ha, có nhà có cửa nhé. Đó. Và ngay khu vực xung quanh đây, dân cư đông đúc này. Đó. Cà phê. Trong cà phê thì có xen một số cây ăn trái, mít này, bơ này, không? Sầu riêng. Đó, trồng trồng thái rất là nhiều thứ. Và trên mặt tiền bê tông này thì bên kế mặt tiền bê tông nó sẽ là một con suối nhỏ anh chị ha, con suối nhỏ. Con suối này thì đổ sâu. À, con suối này nó bọc quanh rẫy luôn, khoảng tầm 300 mét mặt suối này, mặt suối nhỏ này. Đó. Rất là đẹp, một lô đất rất là đẹp. Do chủ nhà muốn chuyển đổi về quê nên họ muốn bán giá rất là tốt. Hiện tại trong khu dân cư anh chị ha, đây, anh chị thấy không? Nhà dân này, nhà dân này. Đó, đất mình thì liền kề ở đây. Đó, kéo lên, kéo lên. Kéo lên đến cây đó nhá anh chị nhé, cây cao cao, cây xoài đó. Cây cao cao mà cái ngọn qua cái ngọn đó, cây điều, rồi cây bơ đó. Anh chị ha. Đó. Qua bên đó. Và bờ ranh rõ ràng. Cà như thế này anh chị nhé, cà này, cà phê này. Mình vào gần cho anh chị xem ha, trọng vào phía gần gần cho anh chị xem cái cà này. Đó, cà phê này anh chị ha, nguồn thu rất là tốt. Cà bơ, sầu riêng cũng được trồng được năm thứ hai, năm thứ ba rồi, và cũng có 5-6 cây là đã bắt đầu cho đã cho thu mấy năm nay rồi. Đó. Bên dưới là view suối, bên trên là cà phê, có nhà, có chuồng trại, rồi mặt tiền đường bê tông. Đó. Một nơi như vậy mà giá chỉ có 101 triệu một sào thôi, có nghĩa là 110 triệu cho 1.000 mét vuông anh chị ha. Đó. Đó, nhà cửa này, khu dân cư này, giá này là giá không thương lượng anh chị ha, giá chủ nhà mong muốn bán không thương lượng. Nếu anh chị thật sự quan tâm thì hãy gọi cho Trọng để lấy thông tin chi tiết, vị trí, giá cả, sổ sách và chính xác lô đất này anh chị nhé. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video.